Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Đức và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video lần trước thì mình có hứa với mọi người là mình sẽ làm một cái video pick up haul dành cho mùa hè. Tuy nhiên là do vấn đề vận chuyển và giao hàng, vậy nên là mình đã chưa thể nào mà hoàn thành được video đó cho anh em xem. Vậy nên là trong cái khoảng thời gian này, mình sẽ quay trở lại làm những cái video unbox và review về những cái đôi giày mới được ra mắt hay là đã được ra mắt. Và tin mình đi, tất cả sẽ đều là những đôi giày cực kỳ là hot và các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đâu. Trước khi bắt đầu video thì mình muốn mọi người giúp mình một việc, đó chính là hãy kéo xuống và ấn like cho video này. Nếu các bạn chưa phải là subscriber của video thì đừng có ngần ngại gì mà không ấn vào nút subscribe, bởi vì mình sẽ cho ra cực kỳ nhiều content trong thời gian sắp tới. Và yeah, không nói nhiều nữa, nhưng mà chính của chúng ta đây rồi, cùng bắt đầu vào video nhé. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ trong ra ngoài. Và đầu tiên thì chúng ta có đây là box giày. Box giày này thì như các bạn thấy ở đây, chúng ta có một logo của một anh bạn người da đỏ đang chơi bóng rổ. Và ngay ở phần dưới thì chúng ta có một dòng chữ là Flight. Nói chung là nhìn qua thôi là chúng ta có thể biết được là đôi giày này tới từ nhãn hiệu của Jordan. Ngoài ra thì trên phần hộp giày có một cái chi tiết khá là khác biệt, thì chúng ta có những cái lỗ hổng hình tròn ở đây. Và những cái lỗ hổng này, những cái pattern này nó sẽ tiếp tục đi từ đầu cho đến cuối của cái hộp giày này. Như các bạn thể thấy ở trên phần bề mặt cũng có này. Và những cái phần bên cạnh, 1 này, 2 này, 3 và 4. Thiết kế thì mà kỳ vậy. Ở đây thì mình có phần thác của đôi giày. Thì như các bạn thể thấy nó có ghi là Women's Air Jordan 4 Retro SP size 8. Và mức giá retail của đôi giày đó chính là $200. Wow, nhìn này. Trời ơi. Nói chung nếu mà các bạn đã đọc được tiêu đề của video thì các bạn cũng biết được đây là đôi giày gì rồi. Nhưng mà đây, để mình cho các bạn xem. Thì trước tiên chúng ta có một cái giấy gói, có một số những cái chi tiết, những cái dòng chữ ở đây có ghi là Off-White. Và kèm theo đó chúng ta còn có thêm một cái logo của Jumpman ở trên cái phần giấy bọc này nữa. Giấy bọc này thì khác với những cái giấy bọc bình thường của những đôi giày Nike, đó chính là nó sử dụng một cái chất liệu trong suốt. Và đây, không tốn thời gian của anh em nữa, nhân vật chính chúng ta đó chính là em này, Jordan 4 Off-White Sale. Trời ơi, đẹp thực sự. Đôi giày này được ra mắt công chúng vào ngày 25 tháng 7 năm 2020. Có nghĩa là cũng đã được khoảng 2 đến 3 ngày rồi kể từ ngày ra mắt. Và big shout out tới anh bạn Seattle Sneakers vì đã cho mình mượn đôi giày này để làm review. Mình sẽ để lại một cái ảnh page của bạn ấy ở đây. Và nếu anh em nào mà muốn tìm những cái deal giày ngon, giá tốt thì hoàn toàn có thể check him out. Đôi giày này thì được ra mắt với một cái số lượng không có quá là nhiều, nhưng cũng không có quá là ít. Mình nhớ là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 40.000 cho đến 50.000 đôi. Tuy nhiên là do cái lượng demand, cái số lượng người mà muốn đôi giày này nó rất là nhiều, vậy nên là đôi giày này vẫn sold out nhanh như bình thường. Đây là một đôi giày mà thoạt nhìn thôi chúng ta có thể thấy được là một đôi giày nó cực kỳ hoàn hảo cho mùa hè năm nay. Bởi cái phối màu của đôi giày này nó rất là trung tính, nó rất là nhẹ nhàng. Chúng ta có những mảng màu chính của đôi giày này, đó chính là màu ở đây. Chúng ta có một cái màu cream này, màu sale. Và gần như toàn bộ đôi giày này sẽ chỉ có hai cái phối màu này thôi. Vậy nên là mình sẽ bắt đầu bài review này ở một cái vị trí mà mang đến nhiều cái sự nổi bật nhất cho đôi giày, và đó chính là phần outsole. Ở đây chúng ta bắt đầu với một cái lớp đế màu cream này, và tiếp theo chúng ta có một lớp đế màu trắng, và in ở trên này là một cái logo của Nike cùng với một cái dòng chữ được in trên một cái nền xanh nước biển. Tiếp theo đó chúng ta có một bộ đế cam ở đây, và theo sau đó là một cái lớp đế màu xanh cũng như là màu cream ở ngay trên này. Nói về mặt thiết kế cũng như là kiểu dáng thì cái phần outsole này nó không có quá là khác biệt so với những cái đôi giày Jordan 4 bình thường. Tuy nhiên là bởi cái phối màu cũng như là một chút những cái chấm phá của cái màu xanh ở đây, nó đã tạo nên một cái điểm nhấn khá là nhẹ nhàng cho đôi giày này. Di chuyển lên phía trên thì ở đây trên phần má giày chúng ta được thấy một sự hài hòa về màu sắc giữa những cái tông màu như là beige, cream cũng như là màu trắng ở đây. Chúng ta vẫn có những cái pattern, những cái chi tiết rất là Jordan 4 ở đây, như chúng ta có một cái miếng giữ dây giày. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái cage, hay còn được biết đến là cái lông. Di chuyển xuống một chút thì ở đây chúng ta có một cái chi tiết mà mình cảm thấy là luôn luôn mang đến cái sự nổi bật, mang đến cái sự đột phá cho những đôi giày của Nike và Off-White. Đó chính là cái dòng chữ Air ở đây, được viết trong một dấu ngoặc kép. Tuy đây là một cái chi tiết rất là đơn giản thôi, nhưng mà hễ khi nào có cái dòng chữ này thì đôi giày nó luôn luôn có một cái sự nổi bật hơn. Chuyển sang chiếc giày bên trái thì ở đây chúng ta lại có được thêm một số những cái chi tiết rất là Off-White. Ở đây chúng ta có một cái zip tie. Bình thường thì ở những đôi giày Nike Off-White thì họ thường cho cái zip tie này một cái màu gì đó rất là sặc sỡ. Tuy nhiên ở đôi giày này thì được làm một cách rất là khác. Ở đây chúng ta có thể thấy là nó có một cái màu cream, tạo nên một cái sự hòa hợp, một cái sự cân bằng cho toàn bộ đôi giày. Tiếp đến thì chúng ta có thêm một cái chain. Như bạn có thể thấy ở đây, nó được làm một cái chất liệu nhựa trong suốt, và bên trong chúng ta có một cái màu cream, kèm với đó là một cái logo của Jumpman. Lật ra mặt bên kia của đôi giày thì cũng không có quá là nhiều những cái điểm khác biệt ở trong mặt thiết kế. Tuy nhiên nếu mà các bạn nhìn kỹ ở trong cái phần cage này thì các bạn có thể thấy được một cái dòng chữ có ghi là Off-White
Air Jordan 4 V version Oregon 1980. Đó là một cái dòng chữ mà nó rất là mang cái tính biểu tượng cho những cái dòng giày tới từ Nike và Off-White. Tiếp theo tới phần lưỡi gà thì đầu tiên mình đã thấy được một cái điểm cải tiến, một sự khác biệt của đôi giày này. Thường thường thì ở trên những đôi giày Air Jordan 4 thì cái phần lưỡi gà này nó sẽ có một cái cấu tạo, một cái kiểu dáng rất là bự, nó rất là dày. Tuy nhiên ở đôi giày này thì đã được thiết kế nhỏ gọn hơn rất là nhiều, nên là đôi giày nó đã bớt đi được cái sự khó bó. Mà thêm vào đây thì chúng ta có thêm những cái sự thanh tao, những sự nhỏ gọn, nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sang. Nằm trên phần lưỡi gà thì chúng ta còn có thêm một cái logo của Jumpman nữa ở đây, được in ở trên một cái nền, một cái patch. Tiếp đến phần dây giày thì ở đây chúng ta có một cái loại dây giày màu cream, và kèm theo đó thì chúng ta còn có được một cái tiểu tiết cực kỳ là iconic tới từ Off-White, và đó chính là dòng chữ shoelaces ở đây. Ngoài ra thì đôi giày này còn đi cùng với ba loại dây giày khác nhau nữa, có nghĩa là tổng nó có tận 4 cái set lace. Đầu tiên chúng ta có một chiếc lace màu trắng này, cái thứ hai là màu đen, và cuối cùng là màu xanh. Cái màu xanh này thì như mình đã nói là một cái màu xanh cực kỳ là đẹp và rất là hợp với toàn bộ cái phối màu của đôi giày. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể thay cái bộ lace màu cream này với cái bộ lace màu xanh này ở đây, và nó sẽ giúp cho đôi giày của bạn trở nên nổi bật hơn cực kỳ là nhiều. Đi xuống tới phần toe box thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với một cái chất liệu da mịn, một cái chất liệu nubuck. Phần toe box ở đây thì được phủ một cái màu beige, và bao phủ xung quanh phần toe box thì ở đây chúng ta có thêm một cái lớp màu cream. Mặc dù là mình cũng không chắc chắn đây là chất liệu gì, tuy nhiên là mình biết một điều rằng là cái chất liệu này nó đã được sử dụng trên hầu như toàn bộ những đôi giày của Nike Off-White. Phần gót giày ở đây thì có một cái chi tiết mà mình rất là thích này. Thay vì là sử dụng những cái loại heel tab bình thường ở trên những đôi giày Jordan 4 thì họ đã thiết kế một cái heel tab dạng mới, đó chính là một cái heel tab có một cái hiệu ứng translucent, có nghĩa là chúng ta có thể nhìn xuyên qua được. Nếu như mình không nhầm thì đôi giày này là một trong những đôi giày đầu tiên được áp dụng cái kiểu heel tab translucent như thế này. Và ngoài ra thì ở trên phần tab này chúng ta còn có thêm một cái dòng chữ là Nike Air. Có khen thì cũng phải có chê đúng không? Cái chi tiết này mặc dù nó mang đến một cái sự đổi mới, tuy nhiên là mình cũng cảm thấy có một cái phần ở đây nó làm cho mình cảm thấy rất là thất vọng. Đó chính là tại sao ở trên phần heel tab này, khi mà hầu như tất cả nó đã là màu cream rồi, lại có một cái mảng màu đen ở đây. Mình không biết đây có phải là một cái lỗi trong thiết kế hay không, tuy nhiên cái việc cho một cái mảng đen ở đây nó đã khiến cho đôi giày nó bị mất đi cái sự hòa hợp, mất đi cái sự cân bằng về mặt phối màu. Phần lining bên trong của đôi giày thì được sử dụng hoàn toàn là màu cream. Và ngoài ra thì các bạn thì thấy ở đây một cái chi tiết rất là Off-White, đó chính là những cái lớp foam được sử dụng hoàn toàn ở trên phần mắt cá ở đây. Bên trong phần insole thì chúng ta có một dòng chữ Nike Air, và ở đằng sau phần lưỡi gà thì chúng ta lại có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là một cái logo của Air Jordan được in ngược. Nếu các bạn để ý trên phần mắt cá chân thì ở đây thì chúng ta có hàng loạt những cái lỗ chưa được khâu vá vào trong, và cái lớp này thì hoàn toàn có thể toẽ ra để có thể nhìn được bên trong. Đây là một cái tiểu tiết khá là nhẹ nhàng thôi, nó không có quá là đặc biệt cho lắm. Và cái chi tiết này thì cũng cho ta thấy được Virgil Abloh là một cái người cực kỳ là quan tâm tới những cái tiểu tiết nhỏ của đôi giày. Về phần fit của đôi giày này thì cũng giống như bao đôi Jordan khác thôi, true to size. Vậy cuối cùng thì liệu đôi giày này có xứng đáng được với mức giá $1,000 của nó hay không? Mình xin trả lời câu hỏi này một cách rất là to và rõ ràng: không. Nói về độ hoàn thiện thì quá là hoàn hảo. Tất cả những cái đường khâu đều rất là chính xác, và ngoài ra thì họ còn sử dụng thêm những cái chất liệu rất là premium nữa. Vậy nên là nói về phần chất lượng thì A1 mới điểm. Vậy tại sao mình lại nói không? Bởi vì tất cả những dòng giày mà mình đã từng được trải nghiệm qua của Nike và Off-White, nó đều có một điểm chung, đó chính là ở trên mỗi đôi giày chúng ta đều có một chi tiết, một cái tiểu tiết dù nhỏ hay lớn thì nó đều tạo cho đôi giày một cái sự thu hút, một cái điểm nhấn riêng cho đôi giày đó. Còn đối với đôi giày Air Jordan 4 này thì mình cảm thấy là nó không có đáp ứng được cái yêu cầu đó, mặc dù nó rất đẹp, đừng hiểu lầm ý của mình, tuy nhiên là nó chỉ đáp ứng được một yêu cầu thôi, đó chính là độ đẹp. Còn cái sự nổi bật trên đôi giày thì mình cảm thấy là không có. Phải nói thật là nếu mà không có dòng chữ E này ở đây thì liệu có ai còn nhận ra đây là một đôi giày tứ từ collab giữa Nike và Off-White hay không? Mình thì không. Vậy nên với mức giá $1,000 thì mình thấy đôi giày này không có tương xứng được cho lắm. Theo ý kiến cá nhân của mình thì mình nghĩ là 600-800 đô sẽ là một cái phân khúc nó phù hợp hơn, nó affordable hơn. Vậy anh em nghĩ sao về đôi giày này? Đẹp, xấu hay bình thường? Cứ để lại một phần comment ở phía dưới cho mình biết. Và đó chính là bài đánh giá review chi tiết của mình về đôi giày Air Jordan 4 Sale Off-White này. Nếu các bạn đã thích video này thì đừng quên ấn like, share và subscribe. Kéo vào nút subscribe còn có thêm một cái nút chuông nhỏ nhỏ nữa. Ấn vào cái nút chuông đấy để có thể nhận được những cái thông báo mỗi khi mình ra video mới nhá. Một lần nữa, mình là Đức và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Ok, peace out.